Chào mọi người nha, mình đang ở Thánh Thất Thân Phụ Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Phía bên này là quốc lộ 1A, hướng này là về Sài Gòn, hướng này là về Mỹ Tho á mọi người, Mỹ Tho, Bình Thuận đó. Ngay cái ngã tư đó là mọi người sẽ quẹo qua chợ Bến Tranh đó mọi người. Nói chung là nó Thánh Thất Thân Phụ Nghĩa này nó nằm gần cái hướng mà quẹo xuống chợ Bến Tranh đó nha mọi người. Rồi mình sẽ đi vô bên trong nha. Thánh thất này mình thấy khá là lớn luôn, mình đi ngang chỗ này hoài à. Nhưng mà do có bạn yêu cầu quay cho nên mình đi quay. Đi cứ đi ngang hoài nhưng mà cũng chưa có dịp ghé lại quay nữa. Nói chung là mình đi ngang cái Thánh thất Thân Phụ Nghĩa này thường xuyên. Tại vì lúc trước mình có dịp là chở mẹ mình xuống Mỹ Tho á, cho nên mình hàng ngày là mình cứ quẹo xuống cái con đường mà đi xuống chợ Bến Tranh á. Ngày nào cũng chạy ngang cái Thánh thất Thân Phụ Nghĩa này mà chưa có lần nào mà quay lại để quay hết á. Có dịp ghé lại để quay hết á. Mình thấy Thánh thất Thân Phụ Nghĩa này xây dựng cũng khá là lâu rồi mọi người. Nè, mọi người thấy cái cửa gỗ á, nó mình thấy cái cửa gỗ nó cũng hơi cũ rồi ạ. Này cũng lâu rồi. Đây phía trước Thánh thất thì có một cái vài chậu sen, nhưng mà mình nghĩ trồng đã lâu rồi cho nên tàn rồi mọi người. Đây nè, có cây lá cách nữa, rồi một số cây bạc hà, một số cây cảnh phía ngoài nè. Cổng của Thánh thất Thân Phụ Nghĩa thì có hai cổng luôn nha. Nè, mình thấy bình thường thì Thánh thất mở cả hai cổng luôn không? Hai cổng chính thôi nha, nhưng mà tới ba cổng phụ lận, hai cổng chính, ba cổng phụ nhỏ như thế này nữa nè mọi người. Nè, hai cổng chính luôn. Hiện tại thì Thánh thất mở tới bốn cổng luôn, còn cái cổng nhỏ nhỏ, cổng to chỗ này nữa. Phía ngoài Thánh thất này thì có một cái chậu cây xanh rất là lớn. Cây xanh này mà Thánh thất trồng trong chậu á mọi người. Tại vì tương lai mình nghĩ nó bự nữa. Cái gốc nó cũng khá to. Thánh thất này khá lớn á mọi người. Mình cũng ngộ lắm, thường thường mấy cái gần gần mình lại không quay. Trong khi Thánh thất này khá lớn mà gần gần chỗ mình ở rồi mình lại không quay. Thường thường mình đi quay xa xa ở cây lậy ở Gò Công luôn á. Mà thường thường mấy thánh thất đó thường thường là nhỏ. Đây mình nghĩ là thánh thất uống dừa xong rồi chặt phơi ở đây nè mọi người để làm củi á. Đây có lu nước rồi chậu mai, chậu cây cảnh nữa nè. Phía trong này thì có một số chậu trang. Tại vì mỗi lần mình đi ngang thánh thất này khá đông người, mình cũng ngại vô quay á mọi người. Phía trong đây có nhiều người ở đó mọi người. Tại vì theo đạo cao đài á cho nên mình thấy nhiều quần áo đồng phục màu trắng á mọi người. Đạo cao đài là mọi người mặc nguyên một cái bộ áo dài màu trắng hoặc là quần trắng, áo trắng. Phía bên ngoài này có hai cái điện thờ Thánh Mẫu và phía bên trong mình thấy cũng khá lớn á mọi người. Bên trong có người ở. Đây có một vài chậu hoa trang. Mình thấy sân của thánh thất khá rộng ha.
Phía bên này là điện thờ Phật Mẫu. À, thánh thất thân của Nghĩa ở ấp Ngãi Lợi, xã thân của Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tòa thánh Tây Ninh. Bên đây là điện thờ Phật Mẫu. Phía dưới này càng cua tự mọc nè mọi người. Hơi có xe luôn. Dạ. Cái này thường thường ở thánh thất Cao Đài á mọi người, mình thấy bên trong thường đóng cửa cho nên mình không có vô quay được. Nếu được vô bên trong tham quan thì quay được thì mọi người sẽ coi chi tiết đầy đủ hơn. Ở đây có một số cái bông dừa cạn nè. Rồi bông này bông gì mình cũng không biết nữa. Có khoai môn rồi nên là con trang rồi. Đây có lá dứa nữa nè mọi người. Bông tơi này nha, nó tự đu á cho nên cái chậu nó nằm dưới này nè. Xong người ta cắt bỏ mọi người, nó đu lên cái cây kiểng này cho nên người ta cắt bỏ luôn rồi. Cây này hình như cây, không phải cây khế, cái gì mình không biết luôn. Phía ngoài này có bụi xả nè. Có một số bụi xả. Thánh thất Cao Đài thường thường là có một cổng thôi, nhưng mà ở đây mình thấy có hai cổng luôn mọi người. Một bên là điện thờ Phật Mẫu, còn bên là để thánh thất thân của Nghĩa nha. Bên này hồi nãy mình lại cái cổng để thánh thất thân của Nghĩa, nhưng mà mình chưa quay bên ngoài á. Rồi thôi mình chào tạm biệt mọi người nha, bye bye.